Nghe cục không à? Rồi dính một con nha. Cục vô máy, dính máy. Nắng quá không coi phim được nha bạn. Trống nằm ở đây nè. Đây, con thứ hai nha bạn. Trời ơi, con trống nó to. Một con ở trong túi đây bạn. Máy này. Này con trống nha. Ừ, to mập chùm dàm luôn. Đây bạn, con thứ hai nha. Cũng đầu con nữa nha bạn. Trống.
xong rồi nha bạn. Mùa này đi chinh phục mấy con mái rất là khó. Cái mồi mà đem mấy con mồi mà lên cục cục như con mồi 6 tháng hoặc là con mồi mồi xí các bạn thì lên đây khó bắt lắm. Nó thấy con này đi vòng vòng là nó cục là coi như con này nó giạt ra liền. Phải la chặt cái liên tục vậy đó. La mà la cái tiếng la mà la chạy á bạn là rất là bách bối, rất là hay.